Hai từ con người, nó bao hàm cả phần con và phần người. Vậy phần con đó đại diện cho điều gì? Đam mê và dục vọng là con người ai cũng sẽ có, dù là những khát khao bình thường hay thể loại biến thái bệnh hoạn, từ những hành động cá nhân đáng xấu hổ cho đến mức độ vĩ mô anh hùng cứu mỹ nhân đáng tự hào. Đừng nói với mình là bạn không có nha, mình thấy hết, nghe hết đó. Trước mặt bạn là nguyên một cái camera to đùng, quay sang bên cạnh xem, lại một cái camera khác, một cái micro khác, một chiếc điện thoại khác. Nếu bạn đang lưu trữ hình ảnh nóng nào trên điện thoại thì nhanh chóng xem lần cuối rồi xóa đi, vì đến một lúc tất cả những bí mật đó sẽ bị lôi ra để mà uy hiếp bạn, hoặc phải làm theo, hoặc phải chịu sự tủi nhục khi những người thân xung quanh biết được sự thật về bạn. Mình đã cảnh báo rồi, việc có làm hay không tùy bạn, iPhone cũng chẳng an toàn như bạn nghĩ đâu. Bản thân mình cũng có bí mật chứ, chỉ là vài đoạn phim hai nhân vật chính không mặc quần áo mà rượt đuổi nhau thôi. Có lỡ mà lộ ra mình cũng không lo lắm đâu, nhưng cũng có những bí mật đáng hổ thẹn, đến nỗi thà mất mạng còn hơn để lộ ra ngoài. Việc nắm bắt và khai thác được điểm yếu này trở thành nguồn cảm hứng bất tận từ phim ảnh ra đến đời thật. Bạn xem tin tức cũng thấy rồi, biết bao nhiêu vụ phạm tội xảy ra cũng chỉ vì hai chữ dục vọng. Vì sao nó lại được sức mạnh như vậy, và liệu con người có thể chiến thắng được hay không? Làm gì để kiểm soát được những cơn thèm khát của bản thân? Thèm xác thịt, thèm vật chất, tiền bạc của cải hay cả hư danh, đú phàm để nổi tiếng? Đúng, chúng ta sẽ nghĩ giờ chỉ còn nước rủ nhau đi tu, cùng kéo nhau lên rừng ở ẩn. Nhưng liệu bạn có làm được? Chuyện đi tu thấy rất dễ nhưng vô cùng khó khăn, hiển nhiên không dành cho số đông. Vậy giờ làm sao đây? Đúng, bạn nghĩ tiếp là sẽ gắn cho nó một mục đích cao đẹp, để nó trở thành ước mơ, trở thành niềm tự hào. Nhưng liệu tất cả dục vọng đều có mục đích cao đẹp? Thử nghĩ xem, đam mê cờ bạc thì mục đích cao đẹp là gì? Ghiền nhậu nhẹt thì mục đích cao đẹp là gì? Hóng drama, tám chuyện tam sao thất bổn thì mục đích cao đẹp là gì? Vậy làm gì để thỏa mãn dục vọng mà không cảm thấy có lỗi với lương tâm? Có phải đơn giản là đem quăng mất cái lương tâm đi là xong? Có những người để mưu sinh, để làm giàu thì sẽ bất chấp, thà làm việc không có tâm mà vẫn có tiền, hơn là ôm cái lương tâm đó mà chết đói. Điều ấy là sự thật, vì lương tâm không nuôi sống con người, chính là dục vọng và sự thèm khát mới thúc đẩy nhân loại phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy. Vì thế nên đừng quá bất ngờ nếu như bạn vô tình biết được những khao khát, bí mật mà người khác luôn muốn chôn giấu. Sống không lương tâm thì dễ, chứ sống mà có lương tâm thì nó khó lắm. Thế mới thấy, sức mạnh của thực thể thứ tư kiến tạo nên sự tồn tại này, đam mê dục vọng, luôn biết cách chiều chuộng chúng ta, biết làm thế nào để khống chế, thậm chí để người khác lợi dụng, thao túng tâm lý chính chúng ta. Thật ra, mình không hẳn là review về nhân vật trong truyện hay trong phim, mà là thấy triết lý của tác giả về thực tại khá hay, nên từ đó phê pha ra thêm thôi. Các bạn cũng có thể xem thêm các phần video còn lại để cảm nhận được chiều sâu nha. Mình có làm rồi đó, và khi kết thúc series, mình sẽ phát live toàn bộ các tập, trong lúc đó sẽ cùng hỏi đáp và trao đổi trực tiếp với mọi người nè. Vậy thì đam mê và dục vọng liên quan gì đến vũ trụ này, ảnh hưởng chi đến chúng ta? Nó chẳng phải là khoa học, lại chẳng có nghiên cứu rõ ràng. Nói vậy là hơi sai rồi, thế ngành tâm lý học đâu? Tội phạm học là gì? Và bạn có biết hầu hết động cơ gây án phạm pháp đều bắt nguồn từ dục vọng? Cảnh sát có phá được án, quan tòa có đưa ra được phán quyết, tất cả đều phải nhờ vào việc hiểu được động cơ của nghi phạm. Hay nói cách khác, hiểu được những tham lam, những khao khát tội lỗi của người khác, đó là một ngành khoa học cực kỳ thú vị. Phải mất 200.000 năm để con người tiến hóa đến mức xây dựng nên nền văn minh cận đại, thích nghi với môi trường sống và có một cơ thể tuyệt vời. Từ con số vài trăm đến tận năm 1900, dân số có khoảng 1,6 tỷ người, tính trung bình mỗi năm tăng thêm 8.000 người. Nhưng chỉ mất hơn có 100 năm thôi, dân số tăng lên đến 8 tỷ người như hiện nay, tức là mỗi năm tăng đến 53 triệu người. Rõ ràng là mức độ tiến hóa xã hội nhanh gấp nhiều lần so với tiến hóa sinh học. Nhờ có xã hội phát triển mà con người mới có được sức mạnh lớn nhất của giống loại, đó chính là ý thức tập thể, là văn minh, là luật lệ và nhất là sự công bằng trong giáo dục, y tế. Chính nhờ lợi thế đó mà các ngành nghiên cứu về nhân chủng học cũng phát triển không kém. Nên đừng nói điều đó là nhảm nhí, là vô căn cứ và vô nghĩa. Nhiều người bỏ cả đời ra chỉ để biết được có gì bên trong hạt cát, thì việc bạn bỏ cả sự nghiệp ra để hiểu trong đầu người ta suy nghĩ gì cũng là đáng thôi. Với 86 tỷ tế bào neuron thần kinh thì bộ não chúng ta thật sự là một vũ trụ trong đó luôn.
Từ thích thích cho đến mong muốn, đến khao khát rồi tham lam, và rồi trở thành dục vọng. Đó là cả một quá trình dài, và con người tốn bao nhiêu phần trăm chất xám vào đó thì không ai biết được. Mình chỉ biết là lúc lướt tớp tớp thì chả tốn gram nào, còn xem YouTube thì vô vàn thứ để học, nhức cả não. Nhưng chắc một điều rằng, nhiều người không ngần ngại đánh đổi tất cả để thỏa mãn những điều họ mong muốn, bất chấp tù tội hay nhục nhã. Cái họ cần là sướng trước đã, rồi chuyện gì giấu được cứ giấu, lúc lộ ra thì tính sao. Và một khi mọi chuyện bị phơi bày thì lúc nào cũng là biện minh và xin lỗi. Vậy câu hỏi được đặt ra lúc này là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có giáo dục? Thì mình đảm bảo rằng xã hội này sẽ không đến được như hôm nay, và bạn cũng không có tấp tấp mà coi. Tất nhiên không phải bỏ qua những lĩnh vực khác trong đời sống, những điều đó cũng quan trọng, nhưng theo mình giáo dục là quan trọng nhất, vì nó cho chúng ta biết đúng sai phải trái, và nó chỉ dạy mình đâu là ước mơ, còn đâu là đam mê biến thái. Nếu không có những hình mẫu đi trước, những bài học để ta noi theo, thì dù khoa học công nghệ có phát triển cỡ nào đi nữa, đó cũng chỉ là một xã hội suy đồi hay thiếu văn hóa mà thôi. Chính giáo dục mới giúp đất nước đi lên. Nhưng buồn thay, giáo dục hiện nay không còn là tượng đài bất diệt, bởi một số trường hợp cá biệt con sâu làm rầu nồi canh, khiến cho một số người làm nghề giáo giờ cũng bị biến chất bởi lòng tham và dục vọng. Khi mà cái chết, định mệnh, sự hủy diệt hay ước mơ lo toan cho những thứ vĩ mô, những sự thật hiển nhiên của số đông, thì ở số ít, dục vọng và ham muốn sẽ len lỏi trong đám đông đó mà đốn ngã từng người, lại trở về với cái vòng lẩn quẩn, biết là xấu nhưng không biết cách nào buông bỏ, và không bỏ được, thế là tìm ý nghĩa cao đẹp để chống chế cho ham muốn của mình. Vậy là vẫn làm một thời gian lại chợt nhận ra là xấu. Vậy giờ chốt lại, làm gì để thực sự loại bỏ được dục vọng xấu xa? Đây là câu hỏi muôn thuở, cứ tưởng đơn thuần là lấy thiện thắng ác, phe chính nghĩa đấu tranh giành lại công lý. Nhưng bạn thử ngẫm nghĩ xem, chúng ta đã đấu tranh hàng ngàn năm, số nhà tù hay tội phạm không vì thế mà giảm đi, luật lệ có nghiêm khắc cỡ nào cũng không đi sâu vào và xóa bỏ gốc rễ của tội ác. Vừa may mắn cũng vừa đáng cười là các bậc giác ngộ hay đấng cứu thế từ cách đây hàng ngàn năm đã chỉ ra cách mà chúng ta có thể thoát khỏi ham muốn, dục vọng trói buộc, chính là đi tu. Đùa đấy, đơn giản chỉ là chấp nhận và quan sát, không chống bỏ hay tìm cách triệt tiêu. Đáng cười đúng không? Thấy đơn giản như đang giỡn, nhưng không phải ai cũng nhận ra và làm được. Chúng ta thích thú với những trò chơi công danh, sự nghiệp, thích tích lũy tài sản, ganh đua hơn thua với nhau, thích nhân danh cái thiện, sân si, triệt tiêu cái ác, thích phê phán dục vọng và chối bỏ nó, dù nó chính là bản chất nguyên thủy của loài người. Chúng ta tô vẽ và xây dựng hình ảnh cho cái tôi cá nhân, xem nó là bản chất chân thật của chúng ta. Đến cuối đời, ta lại lo sợ mất đi và tham lam níu giữ cái gọi là vô thường, không có thật. Chấp nhận mọi thứ đang là không có nghĩa tiêu cực là đầu hàng, buông tay, mà chỉ đơn giản là không chống lại, dùng tâm chân thực rõ sáng để quan sát, mọi dục vọng sẽ tự khắc tiêu biến. Đây cũng chính là chân lý trong thiền đạo, hay Đức Phật Thích Ca ngày xưa đã dạy con người đi con đường trung đạo, không bám chấp vào thiện ác đúng sai. Đây là cả một quá trình quay về bên trong. Có lẽ video này khó mà truyền tải hết. Nếu bạn thích chủ đề hướng về nội tâm, tìm về bên trong thì hãy bình luận nhé. Mình sẽ xây dựng riêng một kênh mới về chủ đề này để phục vụ mọi người. Bởi vì dục vọng được xem là thực thể bất tận của vũ trụ, nên chúng ta ai cũng sẽ phải nếm trải và nhận ra nó mạnh mẽ đến thế nào. Nhưng tại sao tuyệt vọng, thất vọng lại cũng ở chung hàng với định mệnh và tử thần? Không thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn không thể là bản thể của vũ trụ. Bất ngờ lắm phải không? Hãy cùng chờ xem phần tiếp theo nha.